Arcos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Ngờ được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, tiếng Việt của chúng ta vẫn luôn giữ được những nét đẹp cũng như là những giá trị riêng, và ngôn ngữ tiếng Việt đã đi sâu vào lòng người qua biết bao nhiêu thế hệ. Đó là những tiếng ru của mẹ trên chiếc võng đông đưa, là sự kết hợp của tình cảm đôi lứa trong sáng nhẹ nhàng, và cũng chính là chất liệu góp phần tạo nên ý tưởng cho những thi nhân viết nên những dòng thơ ca êm ái mượt mà. Và ngay tại chương trình Thử thách bất ngờ sẽ là một sân chơi vô cùng mới lạ về ngôn ngữ tiếng Việt. Và ngày hôm nay, bốn người chơi của chúng ta sẽ cùng vượt qua những thử thách của chương trình để mang về tổng giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Những người chơi của chúng ta ngày hôm nay là ai? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Một cô gái rất là dễ thương đúng không nào? Và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng gặp gỡ diễn viên Hứa Minh Đạt. Chào hai em, chào quý vị khán giả. Vẫn còn hai người chơi rất là dễ thương nữa. Và tiếp theo sẽ là MC Hoàng Việt. Và cô gái cuối cùng của chúng ta đó chính là diễn viên người mẫu ảnh Hạnh Thư. Đây, mọi người thấy là thay đổi hình ngày hôm nay là biết sân chơi của chúng ta sẽ vui và coi như là nhộn nhịp tới cỡ nào rồi đúng không? Nhưng mà phải nói với mọi người nha, hôm nay chương trình của chúng ta rất là mới lạ, tại vì sẽ là một cuộc chơi về ngôn ngữ tiếng Việt. Mà có bao giờ mọi người gặp cái trường hợp là mình nói theo cái ý của mình nhưng mà đối phương mà kiểu nghe mà không hiểu gì hết trơn chưa? Cái ý của mình một đằng mà người ta lại trả lời một nẻo, có bao giờ mọi người gặp trường hợp đó chưa? Dạ có chứ. Bình thường em nhắn tin là em có giấu hay là không có hay giấu? Điện thoại đã quá tân tiến rồi chị ơi, bây giờ đôi khi mình đâu cần phải nhắn nữa. Mình voice luôn, mình voice được mà. Còn Thư ơi, Thư là người miền Bắc nè, thì không biết là đôi khi mà cái cách dùng từ của Thư hoặc là trong cuộc sống nó có những cái gì mà đôi khi là gây hiểu lầm cho người khác không? Dạ, em là người miền Bắc thiệt, nhưng mà em đã có một thời gian dài sống ở nước ngoài nên thật sự là cái văn viết chính tả của em nó bị đơ lắm. Nhiều lúc mà về Việt Nam á, em không biết là dùng cái từ nào để diễn tả lại cái ý mình đang muốn nói luôn. Như vậy thì Vi nghĩ là ngày hôm nay sẽ là một cuộc chơi rất là thú vị. Cái thử thách đầu tiên của chúng ta mang tên là biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và bây giờ thì Vi sẽ đưa ra một cái đoạn hát. Cái từ cuối cùng là mọi người phải nối tiếp để thành cái từ đầu tiên trong cái đoạn hát của mình. Bây giờ thì mở rộng cái phạm vi nó ra để cho mọi người tự sáng tác luôn, mà phải sáng tác có lý nha. Cho mọi người tự xếp thứ tự luôn á. Okay, cho em. Rồi đi, rồi. Em đứng trên kẽ đó. Rồi chưa? Cho okay, anh Đạt chọn cái bài đầu tiên luôn. Trao lên bà, trao vô mẫu giao. Ôi trời ơi, sao? Ủa anh ơi, sao giao? Giao khó thế anh? Mới vô mà khó quá à. Từ từ, giao, giao gì bây giờ? Trao đường ấy, chúng ta nắm tay nhau. Ủa bài gì á? Ủa được, tự tăng tác mà anh giao. Rồi, rồi, được, được, được. Bây giờ cái từ của em là từ nhau. Từ nhau rồi, chết rồi. Nhau thai cừu, em cũng không biết lắm. Nhau thai cừu, em chả biết làm đâu. Đâu, 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 đâu. Ủa là cái gì vậy? Cho anh chưa biết cái nhau thai cừu là gì? Nhau thai, ấy là thường mình có thai, mình sẽ có cái nhau thai đó anh. Một cái bài hát nghe cái gì đó mà nổi da gà vậy? Em nghĩ nó vô vần nghĩa. Em không, cái vần của em kỳ quá, một cách bất chấp quá lại. Nhưng mà kết thúc mình sẽ đâu đúng không? Không, em được quyền hát một bài mới luôn. Lâm, yêu lâm, thương lâm, ai chờ ai. Cuối luôn, quá cầu luôn á trời. Nè, lâm,
yêu lắm, thật là đó là ủa chị, ủa mà chị nữa. Nhưng mà bởi vì lúc này chị đâu có hề nói với em là em phải bắt đầu từ cái đầu câu đâu, em bắt đầu ở đâu cũng được mà, đúng không? Rồi rồi rồi, rồi. Bây giờ em hát tiếp rồi. Ai chờ mong chờ em, chờ đợi anh yêu lắm. Dạ đó tới anh đây anh. Lắm lung khiến ta buồn chán, lắm lung khiến ta ê chê. được rồi dừng lại đi. Chê chê. Ê chê. Chết rồi. Chê bỗng nhiên em thấy yêu đời hơn. Chê bỗng nhiên em thấy yêu đời hơn. Khoan hát bài gì kìa. Lướt qua đời nhau. Dạ không có. Nghĩa là em đang buồn đó là ê chè rồi bỗng dưng em yêu đời hơn, nghĩa là em chỉ có tiếp nữa chữ chè thôi đó. Mời em gia nhập hội áo vàng nha. Hai đúng người không, hai mình đúng không? Dạ, rồi. Còn rồi. Hai mình. Rồi em hát trước luôn. Bắc Kim Thang. Cái gì? Dạ rồi. Tự nhiên Bắc Kim Thang vậy thôi hả? Ủa kệ em chứ. Ủa em hát gần ở đâu em? Bây giờ em hát Bắc Kim em dừng lại cũng được nữa nha. Thua luôn. Bây giờ coi như là vòng thi đầu tiên này thì Ngọc Thanh Tâm đã chiến thắng và sẽ có được 10 điểm của chương trình. Và ba người chơi còn lại vẫn sẽ được phần thưởng của chương trình. Bây giờ chương trình sẽ mở một đoạn nhạc bất kỳ. Wow. Mọi người phải nhảy theo đúng cái điệu nhạc một cách thật hợp lý. Nhạc lên. Lên. Rồi hết luôn, hết cỡ luôn rồi. Qua cái thử thách vừa rồi thì Vi vẫn tặng cho ba người chơi của chúng ta mỗi người 10 điểm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình. Nhưng trước tiên hãy nghỉ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Và vòng thi tiếp theo của chúng ta có tên là Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Điền vào chỗ trống các thành ngữ, tục ngữ sau. Bỏ thì thương, vương thì, chấm chấm chấm. 2. Hết cơn, chấm chấm chấm, đến hồi Thái Lai. 3. Ăn theo, chấm chấm chấm, ở theo thời. 20 giây bắt đầu. Hết cơn gì ta, cái câu gì ta? Ủa anh ơi, tao chưa được nghe câu này luôn á. Đúng rồi. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Các bạn hãy đọc đáp án của mình lên đi nào. Thanh Tâm. Tội bỉ cực thuở. Nợ bỉ cực cơn. Cơn. Dạ. Đáp án của em là tội bỉ cực lúa. Anh Đạt. Bỏ thì thương, vương thì tội. Hết cơn bỉ cực, đến hoài Thoái Lai. Ăn có thở, ở có thùy. Có thùy. Thùy là bị lẹo, chị thở nó khó lắm á. Nhưng mà có ai hiểu nghĩa từ bỉ cực hoặc là Thoái Lai là gì không? Qua nói gì đó chị. Qua cơn khổ dạ. Nhất là tới được sẽ được như dạ. Là sung sướng, an nhàn á. Thật ra là qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai là nói một vấn đề là đôi khi là mình gặp những cái điều mà nó rất kinh khủng mà mình cứ nghĩ là nó tận cùng luôn rồi, khổ tận cùng luôn. Nhưng mà mình khi mình vượt qua được chuyện đó thì mọi chuyện nó sẽ coi như là sáng sủa hơn rất là nhiều. Yeah. Và bây giờ thì Vi xin đọc đáp án của chương trình. Bỏ thì thương, vương thì
tội. Wow, Vương thì nợ. Và coi như là với câu hỏi đầu tiên thì Hoàng Việt đã bị trừ 1 điểm. Và câu số 2, hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Tuy nhiên, chữ bỉ của chúng ta sẽ là dấu ngã. Và câu số 3 là ăn theo thuở, ở theo thời. Chữ thuở thì là mọi người là có Tâm với anh Đạt ghi đúng nè, nhưng mà hầu như là mọi người đều ghi sai cái từ bỉ cực hết. Cho nên với câu hỏi đầu tiên thì mỗi người đều bị trừ 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời mọi người quan sát hình ảnh trên màn hình. Đây là tỉnh nào thuộc miền Tây Nam Bộ? 20 giây bắt đầu. Mọi người quan sát kỹ hình ảnh nha. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Có vẻ như là cái hình quá dễ. Tháp thì có gì? Có Đồng Tháp thôi. Và xin chúc mừng các bạn đã bảo toàn được số điểm. Và câu hỏi số 3, kể tên một ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được bắt đầu bằng âm chờ. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Ngọc Thanh Tâm đó chính là Dạ Chuyện Hén Hò. Chính xác. Đáp án của Hoàng Việt là Dạ Chuyện Tình chị. Chuyện Tình. Vì lại biết đó là có bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Nha. Nhưng mà bài đó cũng không phải của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và đáp án của Hạnh Thư đó chính là Chị em có cái bộ phim đó, nhưng mà bài hát đó thì không nha. Đáp án của anh Đạt đó chính là Chuyện ba người. Đúng là có Chuyện Ba Người, nhưng mà không phải của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, mà là của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và trong câu hỏi số 3 này thì chỉ có duy nhất Ngọc Thanh Tâm là bảo toàn được số điểm. Còn lại ba người của chúng ta đều bị trừ 1 điểm. Và câu số 4, xin mời các bạn hãy cùng nghe một đoạn nhạc. Ngày đấy xa anh và em, chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy xa anh và em, chúng ta bình tĩnh. Ngày đấy xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã. Để hai ta sẽ không bước qua được nhau. Và nội dung của chúng ta như sau. Viết lại đúng chính tả từ cãi vã trong ca khúc Bước Qua Đời Nhau của nhạc sĩ Khắc Việt. 20 giây bắt đầu. Từ này đôi khi là trong cuộc sống chúng ta sử dụng rất là nhiều nha. Nhưng mà bây giờ là văn viết thì không biết là mọi người có đúng chính tả hay không đây. 5 giây cuối cùng. Xin mời. Mỗi người đều có những cái đáp án khác nhau. Và mời Ngọc Thanh Tâm đọc đáp án của mình. Cãi vã. Cãi vã. Cãi vã. Hiện tại chúng ta có người đúng. Đáp án của chúng ta đó chính là cãi vã. Trời ơi. Và xin được chúc mừng Ngọc Thanh Tâm và Hạnh Thư, các bạn đã bảo toàn được số điểm. Và Hoàng Việt và diễn viên Hứa Minh Đạt đều bị trừ 1 điểm. Và từ cãi vã chỉ ý nghĩa là cãi nhau, dai dẳng về một việc không đáng cãi.
chuyện nhỏ cũng cãi vã. Đó là những cái từ mà mình hay dùng. Câu hỏi cuối cùng của vòng 2 này có nội dung như sau. Chỉ vì không đội mũ trên đầu, mang tiếng xưa nay giống bọ sâu. Có mũ đội đầu thêm đạo mạo, con cháu cháu kém ai đâu. Hãy cho biết ý nghĩa của từ đạo mạo. 20 giây bắt đầu. Cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Mời Ngọc Thanh Tâm đọc đáp án của mình. Dạ, đỉnh đạt và kiểu chỉnh chu. Còn em thì em thấy đạo mạo nó giống như cái dạng kiêu ngạo của một người mà được chức lớn vì to vậy á. Em nghĩ là kiêu ngạo hợp lý với đạo mạo hơn. Dạ, của em là từ sang trọng. Đạt là nghiêm trang, trịnh trọng. Nghiêm trang, trịnh trọng. Ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn. Cái từ đạo mạo là nó mang một cái nét nghĩa là đứng đắn, thì nghiêm trang, tỏ ra rất là chuẩn mực trong cách đi đứng, trong cách ăn mặc và cách hành xử. Mà cái từ đạo mạo này thì thường để dùng để nói về những người cố gắng ăn mặc, cố gắng hành động giống như một cái người lớn tuổi. Còn cái từ nghiêm trang thì bản thân trong cái đạo mạo nó có sự nghiêm trang. Tức là nghiêm trang là chúng ta bày tỏ một cái sự trân trọng và nghiêm túc trước một cái điều gì đó hoặc một cái việc gì đó. Còn cái từ trang trọng thì làm ra một cái vẻ rất là nghiêm túc, rất là tôn kính trước khi chúng ta nói. Cái từ trịnh trọng và cái từ nghiêm trang tôi cũng chấp nhận được, thì nó là gần nghĩa nhưng mà chưa có toát lên hết được cái ý nghĩa của cái từ đạo mạo. Như vậy thì với câu hỏi này thì anh Đạt sẽ bảo toàn được số điểm, và với câu trả lời của bạn Hoàng Việt là kiêu ngạo thì là sai hoàn toàn. Tại vì từ đạo mạo của chúng ta nó chỉ một cái tính tốt chứ không phải là theo ý nghĩa kiêu ngạo như là bạn nói, cho nên là bạn sẽ bị trừ một điểm. Và đáp án của bạn Hạnh Thư là sang trọng thì cũng không đúng với ý nghĩa của từ đạo mạo, bạn bị trừ một điểm. Còn đáp án của Ngọc Thanh Tâm thì là đỉnh đạt và chỉnh chu. Từ đỉnh đạt, cố vấn ngôn ngữ của chương trình chấp nhận. Tuy nhiên, từ chỉnh chu không được chấp nhận, bạn cũng bị trừ một điểm. Nhưng mà chính tả là đúng phải không ạ? Từ chỉnh chu cũng bị sai chính tả là không có chữ H. Ai đọc là chỉnh chu hả? Nó chỉnh chu chị. Cách mình đọc á, thì đôi khi mình đọc thành chỉnh chu. Yeah. Thì mình cứ nghĩ là H, nhưng mà trong từ điển tiếng Việt thì cái từ đó không có từ H. Như vậy thì trong câu hỏi này thì chỉ có mỗi mình diễn viên Hứa Minh Đạt là bảo toàn được số điểm, và cả ba thành viên còn lại đều bị trừ một điểm. Qua vòng 2 của chương trình thì số điểm của mỗi thành viên như sau. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm còn lại số điểm là 8 điểm. Bạn Hoàng Việt còn lại số điểm là 6 điểm. Bạn Hạnh Thư còn lại số điểm đó chính là 7 điểm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy nghỉ giải lao trong ít phút và đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay quý vị nhé. Quay trở lại với vòng 3 của chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Vòng 3 của chúng ta có tên Câu Chuyện Ngôn Ngữ. Vòng 3 với tên Câu Chuyện Ngôn Ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và vòng thi vừa rồi thì Ngọc Thanh Tâm là người có số điểm cao nhất. Cho nên là trong vòng thi này bạn được một quyền, gọi là quyền được chọn thứ tự thi của các thành viên còn lại. Dạ theo thứ tự đi ạ, dạ không có gì. Rồi, Tâm đã quyết định thứ tự là Tâm đầu tiên, tiếp theo đến Hoàng Việt, tiếp theo đến Hạnh Thư, tiếp theo là đến anh Đạt.
Như vậy thì xin mời mọi người cùng bốc thăm. Và hiện tại thì trên tay của các bạn đang cầm một phong bì, tuy nhiên là các bạn không được mở ra, và đến lượt thi của ai thì người đó mới được mở phong bì ra các bạn nhé. Đầu tiên xin mời Ngọc Thanh Tâm, và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Ủa cái này khó nha. Năm giây cuối cùng. Và xin mời đáp án của Tâm. Em đoán là ngọt lừ, không biết phải không? Ngọt lừ. Và câu mở đầu trong câu chuyện của Vi đó là Minh rất yêu động vật. Ngoài yêu động vật, Minh cũng rất yêu những món ăn ngọt lừ. Tiếp theo xin mời Hoàng Việt. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Dạ, từ của em là ca sĩ. Xin mời bạn nói tiếp câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm. Bên cạnh đó, Minh có sở thích là được gặp ca sĩ thần tượng của mình. Xin mời Hạnh Thư. Dạ, đây là từ của em. 20 giây của bạn bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Dạ, từ của em là từ ngoan ngoãn. Và xin mời bạn nối tiếp câu chuyện của Hoàng Việt. Và nối tiếp câu chuyện của Hoàng Việt đó là mặc dù có niềm đam mê trở thành ca sĩ, nhưng do Minh là người ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ từ bé, nên Minh đã quyết định theo học nghề bác sĩ. Xin mời anh Đạt. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Rồi. Và 5 giây cuối cùng. Lắp bắp. Lắp bắp. Và nối tiếp câu chuyện học ngành bác sĩ. Nhưng dù sao đi nữa, Minh vẫn thích ca hát và tập tành làm ca sĩ. Nhưng khi đứng hát, Minh rất là run sợ và lắp bắp, nên quyết định mình chỉ yêu động vật, thích ăn ngọt lừ và chú tâm học hành để trở thành bác sĩ tương lai. Ôi, xuất sắc quá anh ơi. Xuất sắc trong lượt thi đầu tiên này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn. Bản thân mình thấy là bốn từ này ghép thành câu chuyện nó cũng là một cách rất là thú vị đấy. Là một thử thách rất là căng thẳng với người chơi ha. Nhưng mà bây giờ thì thế này, ở cái từ ngọt lừ trong tình huống đó tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà ở đây mình chỉ có suy nghĩ về một cái từ, đó là từ lắp bắp. Lắp bắp là mấp máy miệng liên tục, nhưng mà nói những cái tiếng nó không có rõ lời. Dùng cái từ tạm thời là nó dính vào nhau, nó kết vào nhau để không có nghe được rõ. Nếu mà tình huống ta dùng cái chữ mà hát lắp bắp á, thì chúng ta nên suy nghĩ thế này. Thật ra hát là một cái hành động nó cao cấp hơn nói, cho nên nó có kèm luôn cả cái thanh âm trong đó. Và đó là một cái âm thanh nó được du dương hóa kích lên. Mà bản thân đã nói lắp bắp rồi mà, cho nên ở đây cái từ hát lắp bắp là một cái từ không có trúng. Và với lượt thi đầu tiên thì với câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Việt và Hạnh Thư thì đáp án của các bạn đã được ban cố vấn chấp nhận. Tuy nhiên đáp án mà hồi nãy các bạn rất là trầm trồ vỗ tay của anh Hứa Minh Đạt thì với ban cố vấn cho rằng đó là một đáp án không phù hợp, cho nên là anh Đạt sẽ bị trừ một điểm trong lượt này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai. Xin mời cả bốn thành viên cùng bốc thăm. Và xin mời Ngọc Thanh Tâm. Dạ đây. 20 giây của bạn bắt đầu. Năm
5 giây cuối cùng. Dạ, buồn bã. Và câu mở đầu trong câu chuyện này đó chính là con thuyền sẽ tới được bờ. Đây là câu nói mà chị Tường Vy luôn nghĩ đến mỗi khi chị Tường Vy buồn bã. Xin mời Hoàng Việt, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Sau một hồi cực lực của em thì em điền tất cả các dấu luôn, hỏi sắc huyền ngã nặng em bỏ hết vào. Nhưng em thấy từ thanh thả là nó hợp lý nhất. Vậy theo bạn thanh thả có nghĩa gì? Nhẹ nhàng. Ung dung. Ung dung, dạ. Kiểu như là thoải mái với bản thân mình á. Bạn đã giải nghĩa đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì câu tiếp theo trong câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm. Xin mời bạn. Mỗi khi chị Vy làm điều gì mình muốn thì hãy nhớ đến những cái câu thanh thả nhất. Xin mời bạn Hạnh Thư, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mọi người nhớ là mình đang có một câu chuyện và xung quanh về Vy nha. Có một nhân vật ở trong đó. 5 giây cuối cùng. Dạ, từ của em là đanh đá. Và xin mời bạn nối tiếp câu chuyện của Việt. Tuy chị Tường Vy tham gia phim hay đóng những vai đanh đá, nhưng mà thực ra là ngoài đời chị rất là dễ thương và đáng yêu. Chà. Xin mời anh Hứa Minh Đạt, 20 giây của anh bắt đầu. Giây cuối cùng. Và xin mời đáp án của anh. Đáp án của anh là từ tốn. Từ tốn. Và xin mời anh nối tiếp câu chuyện. Mặc dù Tường Vy được rất là nhiều người yêu thích, nhưng Tường Vy rất là từ tốn, luôn cố gắng vượt qua mọi sóng gió để sống với nghề càng tốt hơn. Sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn xem ai sẽ là người được bảo toàn số điểm nhé. Cái thanh thả nó thể hiện một cái sự ung dung, cái sự nhẹ nhàng và không bận tâm điều gì hết. Cái này nó nghiêng về phía nó về cách sống, về lối sống. Như vậy thì ở đây nó không phù hợp để miêu tả về câu nói. Có một số cái từ nó đã lâu có không sử dụng, hoặc một số từ đã sử dụng mà sử dụng chưa đúng. Ví dụ chúng ta hay nói khuyến mại, mà dù khuyến mãi mới là đúng. Từ này á, nó khó sử dụng. Cái việc các bạn dùng sai, nó là một cái cơ hội đấy, một kinh nghiệm để các bạn từ đó các bạn gia tăng thêm được vốn từ của mình. Còn cái trường hợp cái từ từ tốn cũng là một từ không phù hợp với cái ngữ cảnh đó. Tại vì từ tốn là cái từ đó diễn tả là thái độ chậm rãi, thái độ nhẹ nhàng, thông thả khi mà chúng ta làm hay chúng ta nói một điều gì đó. Thì ở đây nó không phù hợp với cái cách để chúng ta sử dụng trong cái ngữ cảnh này các bạn ha. Và với lượt thi thứ hai thì Ngọc Thanh Tâm và Hạnh Thư đã được ban cố vấn chấp nhận đáp án, cho nên là các bạn được bảo toàn số điểm. Còn với Hoàng Việt và anh Hứa Minh Đạt thì hai từ của chúng ta sử dụng không đúng ngữ cảnh, cho nên không được ban cố vấn ngôn ngữ chấp nhận. Cả hai bạn bị trừ một điểm. Và bây giờ thì đã là kết thúc lượt thứ hai rồi, còn một lượt cuối cùng thôi. Xin mời mọi người cùng bốc thăm. Vẫn là vị trí tiên phong Ngọc Thanh Tâm. Và 20 giây của bạn bắt đầu. Cuối cùng. Và đáp án của bạn là léo nhéo. Và bạn có thể giải thích được từ léo nhéo này không ạ? Kiểu hay léo nhéo suốt ngày vậy.
Lém nhé suốt ngày Câu mở đầu trong câu chuyện này Vi đưa ra như sau: Phú rất vui vì được bạn tặng một cái đồng hồ hàng hiệu. Khoái vậy, trúng tủ hay gì vậy? Tủ hay gì? Không phải, nhưng mà nó dễ. Phú rất vui vì được bạn tặng một cái đồng hồ hàng hiệu. Ngày nào Phú vào trường cũng léo nhéo kể câu chuyện này. Xin mời Hoàng Việt. À, ừ. 20 giây dành cho bạn. Năm giây cuối cùng. Và xin mời Hoàng Việt, đáp án của bạn là gì? Dễ thương. Và tiếp nối câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm nào. Tuy nhiên tới sinh nhật Phú, bạn bè cũng tặng cho Phú một món quà, bởi vì tính tình của Phú rất dễ thương. Xin mời Hạnh Thư. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Giây cuối cùng. 4, 3, 2, 1. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Khấp khỉnh. Bạn có hiểu ý nghĩa của từ này không? Dạ có, từ khấp khỉnh nghĩa là mô tả cái mặt bằng mà nó nhấp nhô không bằng phẳng. Nối tiếp câu chuyện của Hoàng Việt nào. Nhân dịp sinh nhật Phú, cả lớp rủ nhau cùng đi leo núi. Đi đến ngọn núi thì mọi người gặp một con đường rất khấp khỉnh. Xin mời anh Hứa Minh Đạt. Và 20 giây dành cho anh bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Và xin mời anh đọc đáp án của mình. Công queo. Và nối tiếp câu chuyện đi leo núi của Hạnh Thư ạ. Đi trên con đường đó thì Phú bị dấp té và cái đồng hồ hàng hiệu bị méo công queo. Tất cả các bạn đều đỡ Phú đứng dậy, lúc đó Phú mới biết là tình bạn sẽ quý hơn là cái đồng hồ hàng hiệu. Trời ơi, hay quá ơi. Và lượt thứ ba cũng là lượt cuối cùng. Thì xin chúc mừng cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm. Và ngay bây giờ thì Tường Vi sẽ được tổng kết số điểm của cả bốn thành viên. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm còn lại số điểm đó chính là 8 điểm. Và Hoàng Việt, bạn còn 5 điểm. Và Hạnh Thư, bạn còn 7 điểm. Và diễn viên Hứa Minh Đạt, anh còn 5 điểm. Như vậy thì kết thúc vòng 3 này, chúng ta đã tìm được người hùng ngôn ngữ và sẽ được giải thưởng là 5 triệu đồng của chương trình. Đó chính là diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Rất là xứng đáng đúng không nào? Giữ vững phong độ qua tất cả các vòng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4 của chương trình. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng 4 của chương trình. Vòng 4 của chúng ta có tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ. Có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng.
Từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng. Từ ngữ số 3, 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Lượt thi đầu tiên, chúng ta sẽ chia vị trí như thế nào ạ? Em với lại chị Thư là số 1, số 2. Ok, rồi em số 3. Rồi, mọi người số 4 luôn. Dạ. Cố lên. Xin mời anh Đạt đeo tai nghe vào ạ. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là 20 giây bắt đầu. Có hai chữ nha chị Tâm. Ủa, ngôi nhà của bạn đẹp quá mà không phải là đẹp mà nghĩa là đẹp giàu. Xin mời Việt. Ngôi nhà rất là hoành tráng. Xin mời Thư. Và nhà chị Tâm nữa, nhà chị Tâm làm sao? Nói chung là nó giống từ sang trọng á, hơn từ sang trọng một xíu. 5 giây cuối cùng. Nó rất là lớn, rất là to. Nó là một từ lấy. Nó là một từ lấy nha chị. Một từ lấy. Rồi. Và xin mời Tâm, bạn sẽ truyền đạt lại cho diễn viên Hứa Minh Đạt. 20 giây bắt đầu. Hai chữ. Tính từ. Từ lấy. 5 chữ. Một từ. Miêu tả. Ngôi nhà. To lớn. 5 giây cuối cùng. Khó trời. Xin mời anh Đạt, 20 giây bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ thứ hai. Các bạn có muốn hoán đổi vị trí không ạ? Dạ em, chắc em đổi cho anh Đạt đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến từ thứ hai. 20 giây bắt đầu. Chị Tâm ơi, em mới vào nghề, còn chị thì đã vào nghề 10 năm rồi. Vậy thì chị so với em là có cái gì? Mời anh Đạt. Cái gì đó lâu năm được gọi là gì? Mời Thư. Khi mà có cái này rồi thì công việc rất là tốt. Ủa em mời ơi. Anh Đạt. Khi thử việc người ta thường hỏi, đòi hỏi cần phải có cái gì? Mời Thư. Em mới đi làm, em chưa có cái đó. Trong. Và 20 giây dành cho Tâm bắt đầu. Hai chữ. Tính từ. Lớn tuổi. Lâu năm. Lâu đời. Hiểu biết. 10 giây cuối cùng. Anh Đạt. Chị Vi. Trong nghề. Lâu năm. 20 giây dành cho việc bắt đầu. Mười giây. Và từ thứ ba, mọi người có muốn đổi vị trí không ạ? Rồi. Anh xuống dưới đi. Dạ rồi. Đứng đây cho. Ok. Em quay lại cho. Việt vẫn đứng đó đi. Ok. Việt, về vị trí số 1. Rồi. Cái này khó lắm đó. Vị trí cuối cùng khó lắm đó. Khó lắm hả? Khó thiệt. Và từ cuối cùng của chúng ta. 20 giây dành cho các bạn. Ôi bắt trời đầu. Ôi. Anh ơi, có hai chữ, ý là coi thường. Chữ đầu gần tiên coi thường. Gần coi thường, gần coi thường. Chữ đầu tiên có 3 chữ cái, chữ sau có 3. Alo, bạn không trang trọng bằng tôi đâu. Chữ thứ hai là đối nghịch của chữ khó. Có hai chữ anh nha, chữ đằng sau là ngược lại của chữ khó. Là coi thường. Coi thường. Ngược lại từ khó. Không tôn trọng. Ngược lại từ khó. Và xin mời Tâm quay lại. 20 giây của anh Đạt bắt đầu. Hai chữ. Giàu có. Coi thường. Khinh người. Tề thiên. Tính cách. Hóng hách. Ơi. 5 giây cuối cùng. Hai chữ. Giàu có coi thường. 20 giây dành cho Ngọc Thanh Tâm bắt đầu. Ta đây hơn người hống hách. Chỉnh chọe. Không phải. Nó gần nghĩa với từ coi thường nhất. Thank you.
xin mời Ngọc Thanh Tâm. Bây giờ xin mời mọi người nhìn lên bảng và đọc ba từ đó lên ạ. Hoành tráng. Hoành tráng. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Khi dễ. Khi dễ. Khi dễ. Và từ đầu tiên mà chương trình đã đưa ra cho các bạn có phải khang trang mà cho em đoán thử được không? Được không? Đó chính là đó. Khang trang. Trời ơi. Từ thứ hai đó chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Dạ đúng không? Và từ cuối cùng Trời khi dễ. Hay thiệt. Nhưng dễ là dấu hỏi đó. Chứ không phải là dấu ngã. Khi dễ. Như vậy thì với ba từ chúng ta không trả lời đúng được từ nào. Chỉ là xém đúng thôi. Rất tiếc. Nhưng mà không sao, xin được cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình Thử thách bất ngờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trải qua 4 vòng của chương trình Thử thách bất ngờ thì chúng ta đã tìm được người hùng ngôn ngữ. Bạn sẽ nhận được một kỷ niệm chương của chương trình 5 triệu đồng cùng với phần quà của nhà tài trợ, đó chính là diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Hy vọng là món quà này sẽ đồng hành cùng với Tâm đi khắp muôn nơi Tâm nhé. Dạ. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Và chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi sách cao cấp từ Mỹ.